Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Hôm nay thực sự là một ngày rất là tuyệt vời, bởi vì từ sau Tết đến giờ thì hàng của Hùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì những đơn hàng nó đã về hàng rồi. Đã bao nhiêu lần bị tắc biên giới, hàng mãi không về được, và cuối cùng bây giờ thì gần như là những đơn hàng của Hùng nó đang về dần hết rồi. Hôm nay Hùng cảm thấy rất vui khi mà được đi chở hàng. Ok, hãy có những người xem đầu tiên xuất hiện đi ạ. Những ai đang theo dõi live stream của Hùng có thể chào Hùng, thì Hùng có thể chào mọi người và cảm ơn mọi người đang ủng hộ live stream của Hùng không. Hello Yến Linh. Hello anh Vương Nguyễn, có cuốn cán chống trơn rồi anh nhá. Sau bao ngày chờ đợi, ngày mai em ship cho anh luôn. Hello Đặng Hùng, mai ship hàng với em luôn. Hello Nguyễn Minh Tiến, hello Giang Thép. Ok, xin chào Quang Huy nhá. Xin chào 14 người xem, nay hàng Hùng về rất là nhiều. Về hơn 4.120 chiếc cuốn cán. Và Hùng đặc biệt là hôm nay có một số màu sắc cuốn cán nó khá đặc biệt. Đây Hùng gọi nó là bản limited. Số lượng màu sắc này cực kỳ giới hạn, ở đây có đúng 30 chiếc. 30 chiếc này dành tặng cho những người khách hàng thân thuộc của Hùng. Một hai cái màu sắc nó khác biệt đi một chút, có ba màu cực kỳ đẹp luôn. Màu cam này, màu xanh chuối này, với cả màu hồng. Nhưng đây là cái này chỉ có mấy cái thôi nhá. Chỉ mấy cái thôi, cái này là bản limited nhá. Ok anh Vương Nguyễn, xanh dương ok, ngày mai ship luôn cho anh. Em cảm ơn anh Vương Nguyễn rất là nhiều. Anh ấy là một lông thủ đánh cầu rất hay, và anh cũng là trọng tài tại giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội vừa rồi. Hello anh Sang Pha Ba, hello Khoa Trương nha. Ngoài cuốn cán ra thì Hùng cũng về thêm 100 quả bóng tập rồi. Lần trước về 200 quả, bán đúng một tuần hết sạch hàng. Bây giờ đang khan hiếm, đang nhập về 100 quả, đang về 300 quả, tức là tổng là 400. Ok, đây bóng tập cổ tay toàn diện. Mọi người tin Hùng khởi động được nó bằng một đấy không? Bằng một tay không? Hùng khởi động bóng một tay cho mọi người xem nha. Có loại nào giống loại zin của nó không? Là sao Thanh Hoàng ơi? Giống loại zin của nó nghĩa là sao? Đây quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt. Nếu các bạn đánh cầu lông mà bị trơn tuột vợt, bị mồ hôi tay, mà các bạn dùng các loại quần cán khác mà các bạn chưa thấy hợp và vẫn bị bay vợt thường xuyên, trượt vợt và không dám tung ra những cú đánh hết sức tay của mình, thì mọi người có thể liên hệ Hùng để trải nghiệm dòng sản phẩm cuốn cán chống trơn độc quyền do Hùng phân phối này. Với dòng sản phẩm này thì trên 95% các những người mua hàng đều giải quyết được vấn đề của họ, và họ đều quay trở lại mua hàng và ủng hộ Hùng. Thực sự là Hùng cảm thấy rất tuyệt vời, bởi vì mỗi lần về vài nghìn cái và bán thì khoảng cứ một tuần là hết, cứ một tuần là hết. Thực sự rất là tuyệt vời. Và đây là 100 quả bóng. Mọi người xem Hùng khởi động nó bằng một tay cho mọi người xem này. Xem support Hùng khởi động bằng một tay nhá. Hơi khó một tí nhưng mà support Hùng làm được ấy. Ok, tay trái quay không thuận lắm nhưng mà có lên. Không lên cót được, một tay khó lên làm quá. Ok, Hùng làm khởi động cho mọi người xem nhá, chờ tí. Ok anh Hiệu, một hộp to này thì nói chung là anh cứ nhắn tin cho em báo giá cho. Anh thì em lấy giá tốt hơn, khách quen em lấy giá tốt hơn. Hello Đức Dương nha. Ôi, chơi cái trò khởi động một tay khó vãi. Hình như có chút cảm giác nó đang lên rồi đấy. Đây rồi, nó lên rồi, mọi người thấy mình Hùng giỏi không? Khởi động bằng một tay luôn. Với trình độ của Hùng thì Hùng khởi động cái bóng này, Hùng chỉ cần miết một cái là nó lên, không cần dùng cót luôn, vì cảm giác Hùng rất là tốt. Ok, Hùng đổi tay nhá. Mà thôi cứ đổi tay đi, đổi tay quay tay phải cho nó quen. Đừng có rơi nhá, quả bóng đừng có rơi. Ok mọi người, đây mình đã quay trở lại với tay phải. Bóng cổ tay giúp cho chúng ta cải thiện lực cổ tay sẽ khỏe hơn, lên rất là nhanh. Cơ tay của bạn sẽ chắc lại. Thật sự mọi người xem tay của Hùng này nó chắc không? Cổ tay Hùng khỏe hơn trước rất là nhiều. Bây giờ đập cầu ve cầu một cách nhẹ nhàng luôn. Bây giờ Hùng ve cầu rất là dễ dàng. Sau khi tập bóng này cổ tay sẽ lên rất là tốt, lên rất là nhanh. Tuy nhiên là mọi người phải tập đúng bài nhé. Hùng có tổ hợp các video hướng dẫn các kỹ thuật sử dụng bóng tập cổ tay hết rồi. Ok, ngoài cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay về hơn 4.000 chiếc, bóng tập về 100 quả, thì mời mọi người ghé thăm phòng của Sport Hùng này. Cửa toàn giày, nhà không có gì ngoài giày cả. Ok, phòng của Sport Hùng đây. Căn phòng nhỏ bé nhưng mà rất là chứa đựng rất là nhiều ước mơ lớn. Mọi người có thể thấy trong phòng Hùng rất bé,
Và mỗi buổi tối Hùng ngủ thì Hùng chỉ có ôm giày ngủ thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người có thể chào Hùng được không? Ok, đợt này về mọi người xem giày đi ạ. Ok, đây, giày mới về nhá, giày khuyến mãi mới về nhá, toàn siêu khuyến mãi 50% này, bây giờ Hùng chưa kịp đăng cho mọi người. Trong cái đống này cũng phải có gần một nửa là có khách hàng đặt trước rồi. Đây toàn giày Lai Linh chính hãng tầm cao cao, nói chung là tầm 1,7 triệu, giảm giá còn 880. Mấy mẫu ngon lắm, đây này, Hùng vừa mới về, Hùng vừa mới xếp này. Chả còn chỗ nào đứng, đây là bảng Hùng dạy về kinh doanh. Kia là giá sách của Hùng. Giá sách của Hùng, góc làm việc nó nhỏ xíu này thôi. Đó, trong tủ này của Hùng thì toàn là hàng thôi. Đây, đây, chống lật cổ tay này. Xin chào tất cả mọi người. Ok, giờ em sẽ đi sớm nha. Đây, mọi người thấy không ạ? Đây, hàng vừa nhờ bạn ấy, bạn trợ lý bạn gói cho. Đây, mọi người thấy tủ của Hùng, đây phải quần áo đâu, toàn hàng ấy. Đây là tủ tiền đúng không? Chứ không phải tủ quần áo. Ok, giày đây. Có khoảng 60 đôi giày. 5-60 đôi giày cầu lông. Chính hãng giảm giá 50% mà toàn là mẫu ngon đấy nha mọi người. Đó, nếu mà mọi người có nhu cầu mua giày hãy liên hệ Hùng nhá. Bây giờ Hùng chỉ ly đấy thôi, bây giờ Hùng đi gửi hàng nên muộn mất rồi. Ok, ngoài ra Hùng có một cây đàn guitar để làm bạn. Nhiều khi buồn buồn lôi đàn ra tập đánh chơi chơi vậy. Ok, rất là nhiều giày. Ở đây có khoảng hơn 100 đôi giày thôi. Đợt này hàng cũng chưa về nhiều. Đó, đây là bò gối các thứ này. Đây khăn của Hùng, khăn lau mồ hôi. Đấy, xóm của Hùng mọi người thấy không ạ? Toàn cây cảnh khắp nhà rất là đẹp. Ok, xin chào Minh Giang. Không khí đây rất là trong lành và thoáng đãng. Hùng chiếm cả cái sân này để đựng hàng luôn. Mọi người thấy không? Ok, xin chào tất cả mọi người đấy. Cuốn cán chống trơn đã về rồi. Ai có nhu cầu mua cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuyệt vời độc quyền Sport Hùng thì mọi người mua. Mua xong rồi nghiện rồi không muốn dùng cuốn khác đâu. Nói thật với các bạn là bây giờ cho Hùng cầm loại cuốn vượt khác Hùng không đánh được. Chỉ có loại cuốn này của Hùng mới chơi được thôi. Chỉ có loại này với Zone Next xịn là Hùng chơi được. Chuyển sang loại khác đánh như dở hơi luôn. Ok, còn đây là bóng tập, trên tay Hùng vẫn đang tập đây. Mỗi ngày các bạn chỉ cần tập khoảng 10 phút thôi là cổ tay của các bạn nó sẽ rất khỏe. Cổ tay rất khỏe, đập cầu nó sẽ rất là tốt và đặc biệt những cú ve cầu này. Hùng đang tập cổ tay trên để ve cầu đấy. Quay theo chiều này thì là để tập cổ tay dưới. Mọi người thấy nó lắc kinh khủng chưa ạ? Đó. Ok, ai quan tâm đến sản phẩm thì inbox cho Hùng nhá. Bây giờ Hùng chuẩn bị đi gửi hàng, Hùng thu hết cái này xong Hùng đi gửi hàng xong rồi còn Hùng còn về đi chơi cầu nữa. Bán hàng tính sau, mình cứ phải chơi cầu trước đã. Đó, quần cán chống trơn. Bóng tập cổ tay. Ở trong kia thì có 100 đôi giày. Khuyến mãi giảm giá đó mọi người, 100 đôi mọi người tin Hùng bán chục hôm hết không? 100 đôi Hùng bán chục hôm hết nhá. 100 đôi giày Hùng bán chục hôm hết. 4.000 chiếc quần cán này bán chục hôm hết luôn. Anh em cứ ai có nhu cầu liên hệ Hùng nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Thực ra thì hôm nay Hùng cảm thấy rất là vui bởi vì hàng nó đã về gần như là đủ rồi. Từ cái đợt Tết luôn ấy, đặt hàng suốt từ đợt sau Tết và đến giờ nó mới về, 2 tháng rồi nó mới về đấy. Các bạn đủ biết là nó tắc biên kinh khủng như thế nào. Nếu mà các bạn ở biên giới thì các bạn mới biết được, nhìn hình ảnh mà biên giới nó tắc thì nó kinh khủng như nào. Và Hùng đã phải xin lỗi khách hàng rất là nhiều bởi vì để khách hàng chờ rất là lâu. Đây là ba màu sắc bản limited của quần cán chống trơn của Hùng nhá. Bản này bản limited luôn, số lượng cực kỳ hạn chế, đây có đúng 30 chiếc thôi. Trong 4.000 cái này chỉ có 30 chiếc thôi. Bóng tập này, trong kia có rất là nhiều giày. Thôi cảm ơn mọi người theo dõi livestream này gọi là vui 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 thôi. Còn nếu ai có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Hùng nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.